Bạn nắng ấm hiện tại đang ở chỗ làm, các bạn thấy bãi cỏ có đẹp không? Hello các bạn, hiện tại là 6 giờ, nắng ấm mới đi làm về, đói bụng quá. Có order Korean food và hôm nay chồng nắng ấm làm bánh mì chuối nướng rất là ngon để mình quay cho các bạn xem nha. Hôm nay là thứ tư thì mình sẽ còn làm thứ năm, thứ sáu nữa được nghỉ. Ok. Bánh mì chuối nướng là nhào bột rồi bỏ chuối vô nướng bánh đó các bạn. Nhìn dễ thương không? Ăn rất là ngon. Chồng nắng ấm làm cái bánh mì này là quá ngon luôn á các bạn. Ngon lắm, có nhiều chuối ở trong á. Đây là món Korean của nắng ấm. Đói bụng quá, chút nữa cũng phải nấu gì để đem theo. Và đây là kim chi. Hello các bạn, hôm nay là thứ sáu, bây giờ là 5:30 và nắng ấm sẽ ăn một tô cơm thịt bò, rồi sau đó nắng ấm sẽ hôm nay mới đi làm về, mới tắm xong, các bạn thấy tóc ướt không? Cho nên mình sẽ ăn cơm xong rồi mình sẽ đi mall, ghé tiệm Forever 21 và tiệm Marshall để mua đồ. Ok, có gì nắng ấm sẽ xin quay lại cho các bạn xem nhé. Hello, đây là cơm thịt bò, bây giờ xịt mắm với tương ớt vô ăn. Hôm nay là trời mưa Cali, các bạn thấy cỏ xanh không? Đẹp không? Cỏ nhà ai cũng xanh hết á. Hello, hiện tại nắng ấm đang ở trong xe và thẳng tiến tới mall. Vui quá, đi làm về mà tại vì hôm nay thứ sáu là mai không phải đi làm cho nên được đi shopping rất là vui. Ok. Đây là cái mall và có chỗ để con chim vui chơi cho trẻ em và các bạn hình như. She just got a full-time job, so can Yeah. afford to be nice. Yeah. Let's go. Đến nơi rồi, bây giờ mình đang đi vô mà thôi. Bạn ở đây thì mấy cái chỗ đậu xe nó rất là lớn. Rất là lớn. Giờ nắng ấm muốn đi cái tiệm Forever 21 nhưng mà muốn qua cái tiệm đó thì mình phải đi ngang qua Target. Yeah. Mình mua đồ trên online, muốn đi đổi đồ. Các bạn ở cái thằng máy kìa, thôi đi lên lầu. Đồ chơi của con nít ấy rồi, Forever 21 tiệm giỏ sách các bạn. Đây là tiệm mình muốn vào lại vào thôi. No, just a chain. No, no, they return card if I don't have. Mới đi Forever xong. Dạ, thì đi qua Marshall. No. Hello các bạn, hôm nay là sáng thứ bảy. Bây giờ nắng ấm sẽ ghé nhà ba má nắng ấm một chút. Sau đó mình sẽ đi Costco và đi mall nữa. Nói chung thì mình sẽ tranh thủ quay. Trong tuần thì mình quay không được, mình bận. Nhưng mà cuối tuần mình sẽ tranh thủ quay. Rồi sau đó nắng ấm sẽ ghé hết lại cho các bạn xem nhé. Và đây là đường đi xuống nhà ba má nắng ấm. Các bạn thấy freeway đẹp không? Hôm nay trời hơi âm u tại tuần này mưa rất là nhiều. Và đi đến nhà thì có thức ăn. Anh rể của nắng ấm nấu cho mọi người món cá và canh chua. Mình quên quay cái món canh chua rất là hấp dẫn. Thôi bây giờ đói bụng quá phải ăn thôi. Món cá này nướng có cà chua và có nước sốt rất là ngon. Sau đó thì nắng ấm sẽ trở về nhà và trên đường về nhà thì nắng ấm sẽ ghé mall và sau đó sẽ đi Costco. Hồi nãy trời âm u mà bây giờ trời bắt đầu trong xanh hơn và không có mưa. Chắc là
Mấy bữa mưa nhiều quá rồi, dạo này Cali mưa cho nên cây cối rất là happy. Bây giờ đã đến cái mo rồi, cái mo mà tối hôm qua Nắng Ấm có ghé. Bây giờ mình sẽ lại phải ghé tiệm Forever 21. Bây giờ đây là Nắng Ấm đang ở trong chỗ khu đậu xe. Mình mới ở nhà ba má về, có ghé mo đổi đồ. Bây giờ Nắng Ấm sẽ đi Costco. Tại Nắng Ấm đang ở trong Costco, thì Costco là một nơi bán sỉ lớn nhất ở Mỹ. Và nếu mà các bạn muốn mua đồ ở đây thì các bạn phải mở thẻ mỗi tháng đóng một số tiền vào. Nhưng mà đồ trong Costco thì lại rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều và chất lượng rất là cao. Đây là khu đồ biển, nhìn hấp dẫn không? Những cái hai con cua thì 30 đô, có sò, ốc và những đồ đông lạnh, có trái cây, có đồ khô và có đồ ăn tươi, rau quả và mì gói và nước sốt A1 để ăn với bò bít tết. Và có rất là nhiều thứ khi các bạn vào Costco sẽ choáng ngợp. Đây là xe của Nắng Ấm và mình đang đợi tính tiền. Và mọi người cũng tranh thủ đi chợ vào sáng thứ bảy, tại vì trong tuần thì phải lo đi làm. Và khi mà đi làm về thì đã không có đủ sức nữa, thì Nắng Ấm cũng tranh thủ giống mọi người. Bây giờ mình tính tiền xong rồi, Nắng Ấm sẽ đẩy xe ra thôi. Thì khi mà các bạn đẩy xe thì ở phía bên phải có khu bán đồ ăn, có pizza cũng rất là ngon, có bánh mì. Nhưng mà Nắng Ấm ít khi ăn trong Costco lắm. Nắng Ấm mới đi Costco ra, bây giờ sẽ bỏ đồ lên xe và đi về. Các bạn thấy bãi đậu xe rộng không? Thôi bây giờ phải đi ra khỏi Costco thôi, lái xe về nhà và enjoy cái ngày weekend của Nắng Ấm thôi. Khi mà weekend là ngày nghỉ, Nắng Ấm tranh thủ quay, và tối thứ bảy thường là tranh thủ sẽ edit video luôn trước khi Nắng Ấm coi TV và ăn snack và đi ngủ. Hello các bạn, bây giờ là 6:30 chiều thứ bảy. Hello các bạn, bây giờ mình phải nấu ăn tối và Nắng Ấm cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của mình nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Nếu mà bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe mình nha. Nếu mà có câu hỏi gì thì comment ở dưới và nhấn like. Ok, bye bye.